Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Số thoại đặt hàng mình là 0355 356 356, mình ở ngay thị trấn Phước Cát, cách Tây Nam Đồng nha anh em, ngay ngã tư Phước Cát nha. Bên mình thì chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ mới các loại nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước, cọc theo 50k cho những máy dưới 1 triệu nha, còn những máy trên 1 triệu thì em vui lòng cọc 100.000. Bằng hình thức là mã số thẻ cào Viettel hoặc anh em chuyên khoản hàng thì mình đều nhận nha anh em. Thì tất cả máy ra mình có ship code toàn quốc nha, tới nơi anh cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền lại shipper nha anh em. Máy móc thì mình sẽ bao đổi trả, bảo hành cho anh em 1 tháng nếu lỗi máy kỹ thuật bên mình nha. Mình sẽ dán cường lực và kèm bộ sạc cho anh em, nên em lưu ý ha, chỉ việc nhận máy và xài thôi anh em. Tất cả đều mình lo cho anh em hết rồi. Và mình có cái rúp báo giá máy cũ hàng ngày nha. Có máy là mình sẽ đăng lên rúp này, báo trước khi lên YouTube nha. Anh em cần sang máy, sang sale gì đó thì anh cứ vào này. Đó, mình có để dưới phần mô tả cái link tham gia, hoặc anh em chụp lại màn hình này, chụp lại màn hình và quét link Zalo này, vô Zalo bấm cái mã QR quét là nó sẽ vô cái nhóm mình luôn nha anh em. Anh em tham gia để mà kiếm máy nha. Rồi, thằng ấy chào anh em một ít máy ngày hôm nay luôn nha. F1V kép nha anh em còn nha, RAM 16GB, máy zin, lưng đẹp, kính đẹp nha. Tất cả chức năng đều full hết nha anh em. Đó, ok nha. Còn để anh em giá 790.000 thôi. RAM 3, ổ nhớ 16GB. Máy rất là đẹp nha, màn hình hiển thị nét. Zenfone 3 Max anh em, con này RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4000, chức năng ok, màn 5.5 ha, chức năng hoạt động full nha. Đó, máy đẹp, hiển thị nét nha, 950 thôi anh em, con này 950 thôi. Còn thì alo cho mình. Mi 5 lút, RAM 4.64, pin 4000, máy ring, tổng thể màn hình lưng lướt các kiểu còn đẹp nha, đánh giá tầm 97-98 thoải mái luôn. Đó, máy hiển thị rất là nét nha anh em, con này để anh em giá 1.3 triệu. 1.3 triệu, mi 5 lút, RAM 4.64, Oppo F5, màn hình 6 inch, RAM 4/32, pin 3180. Đó, con này thì lưng sau có xuất sắc nha, lưng sau xuất sắc, màn đẹp, đại dáng kính cường lực rồi. Còn thử còn pin không? À còn ok. À, RAM 4, RAM 4/32GB, RAM 4/32. Đó, máy hiển thị nét căng, màn hiển thị sắc nét. Con này 1.2 triệu anh em, F5. Một em Redmi Note 5, RAM 3/32, pin 4000, chức năng ok, lưng còn khá là ok nha, có lưng đen này, màn dán kính cường lực rồi, đẹp nha, chức năng hoạt động full nha. Đó, wifi các kiểu là hoạt động ok, máy nét nha. Đó, ok ha, Note 5, RAM 3/32, để 990.000, 990k. Tiếp tục là một con R7+, con này thì vỏ đẹp, vỏ ring có xuất sắc, xấu chứ không đẹp nha. Đi bể cả màn thay mới rồi, màn thay mới ha, mọi chức năng đều ok hết nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 32GB, pin 3000, màn hình thì 5.5 ha, chức năng ok, giá 1.050.000 thôi, 1050k. R7 lút. Tiếp tục là một con Samsung A10, lưng đẹp nha, màn hình 6.4, RAM 2/32, pin 4000, kính đẹp luôn, máy full chức năng. Con này thì chủ yếu anh em mà Zalo, Facebook với lại YouTube thôi, cũng có game viết và chức năng gì không phải là quá mạnh nha. Nó thuộc dạng giờ đánh giá là máy trung bình yếu rồi. À, có sao nói dạy cho nó dễ bán, anh em cần thì alo. Con này để anh em giá 1.1 triệu. Ok nha anh em. Samsung A30 nha anh em, máy riêng đét luôn nha. Lưng sau thì có xuất sắc thêm 5 tháng rồi. Riêng kính thì keng xà beng rồi. Con này RAM 3/32, mà hình 6.4 và pin con này thì 4000 nha anh em. Máy bao chức năng full. Hiển thị đẹp nha. Đó, màn hình ring căng đét. Con này là Samsung A30 1650 nha anh em, cần alo ha. Con này nếu mà muốn đẹp thì thay cái nắp ra thôi. À, mình chưa có thay đi bán luôn, nguyên ring luôn. 1650 nha. A03S anh em. Con này bán RAM 4.64, pin 5000 rồi. Máy ring, lưng sườn viền có vẻ đẹp. Mà thì dán kính cường lực rồi. Bao nét cho anh em nha. Đó, bán RAM 4.64GB. Máy rất là nét nha. 2.1 triệu nha anh em, cần thì alo ha. 21. Một con Nova 5T của Huawei, máy ring, màn đẹp, lưng đẹp nha. RAM 8 128GB rồi anh em, con này cấu hình khá là khủng nha. RAM 8 128 và để giá anh em chỉ có 2.5 triệu thôi, cần thì alo ha. 2.5 triệu, nhanh gọn nhẹ. Một con Redmi 7 Pro, RAM 8 128GB luôn này, pin 4500 nha, máy đẹp tầm 98, màn hiển thị cực nét, pin sắp hết.
cực nét luôn nha. RAM 8 128GB, 3.8 này. F11 Pro máy zin, lưng sau thì có nhâm xước theo năm tháng rồi, camera thì thục thò nha. RAM 628GB, bản RAM cao, pin 4000, màn hình 6.5 inch. Màn thì ok cho anh em, màn zin sáng đẹp. F11 Pro nha anh em. Wi-Fi rồi các kiểu ok. Giới thiệu điện thoại này. Con này ra cũng lâu rồi nhưng mà còn cấu hình cũng khá là ổn ha. RAM 628. 2.1 triệu. A04S máy đời mới năm 2023 mình luôn, căng đét luôn. RAM 464GB, pin 5000, màn hình thì 6.5 inch. Máy đánh giá đẹp tầm 98. Kính thì 99. Đó. Chức năng ok. A04S. Chức năng thì hoạt động ok, chuẩn chỉnh rồi. Wi-Fi các kiểu. Chăm sóc thiết bị. RAM 464GB. Con này ra đi cho anh em giá 2.3 triệu. Renault 7Z 5G, máy đẹp 98.9 luôn nè. Màn hình 6.4, RAM 828. Máy khá là đẹp nha. Con này đánh giá tầm 98.5. Kính thì càng luôn 99. Chức năng rồi thì hoạt động ổn định rồi. Wi-Fi các kiểu. Wi-Fi khá là mạnh nha. Giới thiệu điện thoại. Renault 7Z 5G. Qualcomm là 695 5G luôn anh em. Pin 4.5. RAM 8+4. Độ mở rộng nó tới 4GB. Và anh em xài thoải mái, máy zin full luôn. Chức năng thì bao ngon nha. 7Z 5G. 4.2 triệu. Giá quá thơm anh em. Renault 5 máy zin luôn. Sườn viền còn khá là đẹp, lưng đẹp. RAM 8 128GB và chip Snapdragon là 720G. Con này là con pin không? Chắc sẽ hết pin rồi. Đúng chính xác này, mới hết pin nha. 7Z 5G nha anh em. À quên, Renault 5 chứ. 3.9 triệu, máy keng. Note 9 Pro. Lưng đẹp nha, máy zin nha. Sườn viền ok, RAM 628GB, màn hình thì cực lớn nha, 6.67 và pin 5000. Đó. Máy thì cấu hình khá là mạnh, nó chiến rồi RAM 6GB. Chip 8 nhân, mạnh nhất luôn em, nó giới thiệu luôn này đó, Edo. Khá là mượt, con này nói chung lướt web, xem phim, nghe nhạc, chơi game rồi thì bao ấm êm rồi, không có lo là ha. 3.1 triệu anh em. Y20S của Vivo. Máy zin, lưng sau thì nhâm xước chưa thay anh em. Màn hình 6.5 inch, RAM 628, pin 5000, cấu hình khá là ổn nha. 128GB, RAM 6GB. Đó. Máy khá là mượt mà. Wi-Fi các kiểu mạnh nha. RAM và không gian lưu trữ 128GB. Y20S 2.1 triệu. A8 Star. RAM 464, pin 37, màn hình 6.3, chip Snap là 660. Con này xài cũng khá là ok, ổn định chứ không đến nỗi bèo nha anh em. Màn AMOLED máy zin, màn sáng đẹp không ám ố. Đó, mọi chức năng đều giới thiệu hết rõ ràng cho anh em xem. A8 Star. Con này ra cũng khá là lâu rồi nhưng còn khá là mượt nha, giá thì quá bèo, 1.7 triệu thôi anh em. A23 của Samsung máy zin full. RAM 4 128GB nha. Con này pin 5000. Máy đẹp tầm 98.9. Đời mới nha anh em, Samsung A23 máy mới vẫn còn ha. Máy mới con này hình như giờ tầm 5 triệu mấy sao. Để anh em giá 3.1 triệu ha, con này. Máy đẹp keng luôn. A23 3.1 triệu. Một con Mi Note 11 máy zin đẹp tầm 99 luôn. RAM 628GB, pin 5000, chip Snapdragon là 680. Snapdragon 680 đời mới nha anh em. Đó, máy hiển thị nét căng. Màn Xiaomi đẹp, sáng đẹp. Note 11 128GB. Con này thì để anh em giá 31. Mi 11 Lite 5G máy zin full. RAM 8 128GB nha. Máy đẹp căng luôn. Sườn viền có xuất sắc nhẹ lắm. Còn quá là đẹp. Đó, màn nét căng. Xiaomi Note 11 Lite 5G NE nha anh em. Anh em nhớ là có bản NE nha. Con này chạy khá là mượt nha anh em. 3.5 triệu nha anh em. 3.5 triệu cho một siêu phẩm nha. Mới keng sà beng luôn. A32 Samsung RAM 628, pin 5000. Lưng sau có xuất sắc thêm 5 tháng nha, máy zin full. Đó, 128GB.
RAM 6GB, pin 5000. A32, con này để anh em giá 28. Chức năng hoạt động khá là full nha. Note 10 Pro, Mi Note 10 Pro, máy ring đẹp tầm 98 thôi, thì người ta có vết nhâm nhẹ ha. RAM 8 128GB, pin 5000, màn hình thì 6x6 khá là rộng. Con này là chơi game, lướt web, xem phim, nghe nhạc, YouTube, Facebook thì yên tâm luôn nha. Yên con bà tâm luôn, nói chung thực sự luôn con máy này. Pin mới hết nha. Máy khá là đẹp, đánh giá tầm 98,5. 3,8 triệu. Reno 8T, RAM 8 256, máy còn bảo hành gần 1 năm. Còn tầm 11 tháng nha nè, con này mới mua xong bán luôn. Đến em giá 5,9 triệu. Đó, còn nhà luôn nha, Reno 8T. Đây nè, coi cái hình máy này. Reno 8T, RAM 8 256GB, màn hình 5000 mà máy rất nhỏ gọn đẹp, nên máy nó xài bao ngon luôn cho anh em, khá là mạnh mẽ ha. Ok, 5,9 triệu. Rồi, clip này xin tạm dừng đây. Thân ái chào cả nhà, chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và cho vô nhóm Zalo báo mấy cũ của mình. Thân ái chào anh em và hẹn anh em clip tiếp theo.